Hôm nay mình thấy cái chiếc này nhỏ xíu nè bạn. Chiếc này là mua chú chủ mua 6 triệu rồi bạn. Mua 6 triệu cái vỏ ghe nè. Đó. Chiếc ghe đâu quá trời với ghe luôn nè. Ghe này ghe chú đi câu nữa bạn. Ghe này ghe chạy ghe 2,5 à. Đó, này là thay lô luôn. Lúc trước là cái mua cái mũi là mũi ga tải rồi bạn, cái bạn cái mặt bằng nè, còn giờ là hút cái lô này luôn, thay luôn cái lô này luôn, lô mũi tàu, lô mới luôn bạn. Đây, cái tiếp này chú nối tiếp ra nè, cái lúc trước là không có tiếp luôn, giờ là nối khúc tiếp ra nè, rồi phải là giá be mũi nữa, rồi cái này là bông hình nè. Đó. Bóng hình nữa các bạn. Này không có sửa thêm nhiêu tiền ở đây. 6 triệu mua cái vỏ này 6 triệu xong rồi bắt đầu về lắp xi măng các bạn. Đó, cái này là vì là chú lắp xi măng sao lúc trước là không lắp xi măng. Về là chú lắp xi măng, cái dấu xi măng mới luôn các bạn. Đó, mới tinh luôn. Lắp xong mới kéo lên đề nè. Cái kề này mới sửa nè các bạn. Sửa giờ bông hình theo vậy đó, lên 2 gang nữa luôn. Này không biết làm không biết bao nhiêu tiền ở đây mới thành hình này, chiếc ghe đây. Ghe này gắn máy gì đây để mình xuống mình coi. Rồi, chiếc ghe không cười quá. Đó, cái này phần nối thêm nè, nối thêm cây gì nữa vậy. Ngoài sau là cái máy nữa mà. Máy này là máy D. Ủa phải máy D không đây? Máy gì đây? Không rành mà, không rành máy này nữa mà. Hộp số nhỏ xíu luôn, nhìn thấy cưng hết sức luôn. Hộp số nữa. Hộp số gì đây? Hộp số thủy D9. Công suất 8-10 HP. 8-10 HP, tỉ số truyền 2.1. Trọng lượng 24 kg. Đó. Con số này còn mới đó. Cực ngon quá nè. Kết nối bằng cái vỏ xe 4 nữa các bạn. Lắp dịch thì mất tiêu luôn. Mất cái lắp, còn cái mặt ép nè. Cái mặt này mặt này trục lắp, mặt tổ. Còn sao lái nè, sao lái không tiếp lái nữa các bạn, nhìn ghe nhỏ vậy mắc cười á. Giờ là buổi chiều, chiều gần tối ở xưởng rồi các bạn. Chiếc ghe này giờ sửa kiểu này thì không biết bao nhiêu tiền ở đây các bạn thấy không, nó phải trên mũi nè. Tổng chiếc ghe mình đây các bạn, ghe này ghe chú đi câu các bạn. Thấy mục ráo luôn mà không biết sao đây. Đó, này trên mũi nhìn sướng rồi mà. Làm lại mũi tàu mũi nhọn luôn rồi. Này chỉ mới bông hình thôi bạn, mới bông hình thôi, bông hình xong mình muốn ra công các bạn, ra công vô công vô công đà mà nó vô be này. Be này hụt rồi. Quá be này quá mỏng luôn rồi, hư đó các bạn. Đứt đinh đó rồi. Rồi hôm nay mình quay cái chiếc ghe câu nhỏ. Nhìn nó lạ quá, làm mấy chiếc thấy mấy chiếc tàu lớn rồi đợt này có cái chiếc tàu nhỏ nhìn mắc cười, nhìn thấy cưng các bạn. Đó, này bên hông nè. Rồi mình quay sơ lược giới thiệu với các bạn xem cho giải trí. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã vào xem hết video tôi nha. Hẹn gặp lại vào những video tới. Bye bye.